ngày 4 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Châu Đốc bắt tạm giam Nguyễn Hoàng N. để điều tra về hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng N., 41 tuổi, trú xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, Công an phát hiện thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu và 10 video clip có nội dung tuyên truyền chống phá đảng nhà nước và nhiều đồ vật tài liệu khác. Theo kết quả điều tra, N có dấu hiệu phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng, chống phá nhà nước trong thời gian vừa qua. Các cấp chính quyền và công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng N tiếp tục chống phá ngày càng quyết liệt hơn. Năm 2021, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, N không chịu cải tạo mà tiếp tục tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video clip, livestream để tuyên truyền chống phá đảng, chống phá nhà nước, chính quyền địa phương, gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo dân tộc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.